Trước khi Hạ và má cần chuẩn bị những gì? Trước khi Hạ và má chúng ta cần chuẩn bị tài chính, chúng ta cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp, chúng ta cần chuẩn bị một cái tinh thần vững là mình đã tham khảo đủ và đã tìm hiểu kỹ, và cái nơi mình làm là mình sẽ tin tưởng và chắc chắn là họ sẽ làm cho mình đẹp. Mình đã tham khảo kỹ rồi, mình cảm thấy là cái lựa chọn này là sáng suốt nha. Và tiếp theo là mình chuẩn bị sức khỏe. Trước ngày phẫu thuật thì các bạn nên ăn ngủ đủ rồi luyện tập thể dục thể thao. Nếu mà không có thời gian để mình gym yoga thì chúng ta cũng có thể vận động nhẹ mỗi ngày, tập những bài thể dục đơn giản 5-10 phút cũng được để kích hoạt năng lượng trong cơ thể của mình lên. Và cái sự chuẩn bị tiếp theo nữa là thời gian. Chúng ta phải sắp xếp làm sao để có một cái thời gian nghỉ dưỡng hợp lý. Nếu mà làm những cái công việc mà không có liên quan đến ngoại hình á, giống như là văn phòng hay là bán hàng online, ngồi check đơn như thế nào đó, thì chỉ cần 3 ngày, 3 ngày là có thể quay trở lại công việc. Như thấy khách Như làm xong qua ngày thứ hai là ngồi check đơn ầm ầm luôn á, đâu có đau gì đâu, hạ gò má nhẹ lắm. Và nếu chúng ta làm những công việc mà cần cái sự hiện diện, cần cái ngoại hình thì chúng ta cần phải dành thời gian tầm 2 tuần đi là mặt của mình sẽ ổn định. Nhìn lúc đó là xinh rồi, không thấy sưng lắm đâu, hơi hơi nhẹ thôi, không ai phát hiện ra đâu, chúng ta đi làm được rồi. Và phẫu thuật gọt hàm hạ gò má thì phải ở lại bệnh viện một đêm, y tá của Như chăm sóc. Chúng ta không cần phải mang người nhà theo, bởi vì đi lên bệnh viện thì không có chỗ ngủ đâu, chỉ có đúng chỗ ngủ cho bạn và cả y tá thôi, không có chỗ ngủ cho người nhà đâu. Mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mái, đem theo chiếc điện thoại thôi, không cần đem theo gì nữa. Và làm xong tầm 2 tiếng sau sảng lên thì các bạn có thể bấm điện thoại được rồi, có thể bình thường rồi. Rồi sau đó về lại phòng khám để mà bắn plasma, chăm sóc, rửa vết thương, rồi lúc đó chúng ta có thể về nhà hoặc là ở lại phòng khám. Rồi những ngày đầu chúng ta kiêng phải nhai, ăn uống nhẹ nhàng, tránh ăn những cái đồ có nước, ăn sao cho nó gọn gàng, ăn trong cổ họng luôn thì càng tốt, để tránh nó đọng tới cái vết mày và nó dơ cái vết mày đó. Mỗi lần ăn uống xong là phải vệ sinh lại bằng nước muối cho sạch vết thương. Cái việc ăn uống bất tiện này nó sẽ xảy ra tầm 3 đến 5 ngày đầu, quá lắm là 5 ngày thôi. Sau đó là chúng ta có thể ăn uống bình thường. Nhưng mà cái việc nhai thì nó sẽ cần phải có thời gian, nhai chắc tầm một tuần hoặc là 10 ngày trở đi thì mới ổn định được. Còn những câu hỏi nào thắc mắc về gọt hàm hạ gò má nữa thì các bạn hãy comment cho Như để Như trả lời cho các bạn nha.